Thì gần như tất cả các anh chị đã hiểu được cái khái niệm thế nào là customer satisfaction, thế nào là customer experience, và có thêm một khái niệm đó là customer service. Thì Nhung chia sẻ qua customer service là những cái gì mà mình cung cấp cho khách hàng. Rồi, các bạn thấy thì hồi nãy Nhung đã có hỏi Thảo là thế nào là customer satisfaction. Ok, thì chắc là Nhung sẽ đi nhanh qua, gần như là các anh chị cũng đã có đôi chút khái niệm về customer satisfaction. Thì cụ thể ở đây Nhung nói nhanh về học thuật chút xíu, thì như bạn đã chia sẻ đó, bạn Thảo đã chia sẻ, thì đó là sự hài lòng của khách hàng. Thì thực sự đây là một cái trải nghiệm khách hàng, bao nhiêu cái hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta, đối với dịch vụ của chúng ta mà nó meet được customer expectation, cái yêu cầu của khách hàng mà khách hàng thoải mái nhất, cảm thấy happy nhất, gọi là customer satisfaction. Đó là một cái khái niệm để anh chị nắm rõ hơn. Thì tiếp theo là customer experience. Nhung chia sẻ một chút xíu, chắc là Nhung xin phép hỏi bạn Lâm Bùi. Bạn Lâm Bùi ơi, bạn có thấy là customer experience và customer satisfaction nó có khác nhau không ạ? Khác nhau Theo khác bạn có thể chia sẻ là bạn cảm nhận nó khác nhau như thế nào không? nhau một cái là trải nghiệm người dùng và một cái là cái sự vừa lòng của người dùng đó với cái yêu cầu mà cái người dùng nó đưa ra cho bên mình để cho mình thực hiện. Chính xác, Nhưng là có chính thể xác. những yêu cầu của người dùng nó đưa cho mình làm xong rồi, nhưng mà khi mà ta nhận được sản phẩm thực tế thì nó không phải là cái trải nghiệm người ta sẽ có thể là sẽ không được tốt lắm như những gì người ta nghĩ, tại vì trên trên giấy tờ và trên thực tế sẽ khác nhau. Đúng rồi, đó là cái trải nghiệm của khách hàng. Và khi mà khách hàng trải nghiệm xong thì lúc đó khách hàng mới có cảm thấy là hài lòng hay Đúng không. rồi, cái phức tạp lại nữa rồi. Cảm ơn bạn Lâm Bùi. Bạn Hoàng Thạch Dương. Bạn Thạch ơi, bạn Thạch có khái niệm gì cảm thấy giống như là customer experience và customer satisfaction thì nó có liên quan gì tới nhau không? Cái nào đi trước, cái nào đi sau không? Thì nó đều là nó đều liên quan tới bên customer là chính. Thì theo theo em hiểu thì cái experience sẽ đi trước và cái sự hài lòng của khách hàng sẽ đi theo. Và nó tương tác, và nếu mà hai cái nó thành một mục tiêu thì mình cảm thấy là có vẻ như là mình sẽ thành công. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì Nhung cũng thấy rất là vui vì gần như là cái khái niệm này nó không xa lạ gì với tất cả những người mà mình đang cung cấp dịch vụ hay là bán hàng. Gọi nôm na là mình cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm cho khách hàng, mình có tương tác. Thì gần như tất cả các anh chị đã hiểu được cái khái niệm thế nào là customer satisfaction, thế nào là customer experience, và có thêm một khái niệm đó là customer service. Thì Nhung chia sẻ qua customer service là những cái gì mà mình cung cấp cho khách hàng, nó từ phía bản thân mình cung cấp cho khách hàng. Customer experience là trải nghiệm của khách về cái dịch vụ đó, và cái đích đến cuối cùng của customer service, customer experience là customer satisfaction. Đó là cái sự hài lòng, thỏa mãn, happy, loyalty với sản phẩm của mình, với bản thân công ty của mình.